Hi, chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục với phần Yahoo Finance. Mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái balance sheet của một công ty nào đó, hay còn gọi là cái bảng cân đối tài chính kế toán của một công ty. Thì bây giờ mình sẽ đi vào chủ đề chính luôn nhé. Những cái thông số của cái balance sheet này các bạn, nó rất là quan trọng. Nó là một trong ba cái yếu tố quan trọng nhất của cái khả năng tài chính của công ty đó. Thì đây là cái thứ để mình xem là công ty đó nó có đủ cái tài sản, đủ cái cash, tiền mặt hay không để mà duy trì hoạt động công ty trong những lúc mà công ty nó xảy ra biến cố, ví dụ như là Covid, đúng không, mà công ty phải đóng cửa, thì liệu là công ty đó nó có đủ tiền tài sản để mà duy trì hoạt động hay không, hay là nó sẽ chênh đà là phá sản và không đủ cái tiền để mà trả nợ, đúng không ạ? Thì do đó các bạn cần phải nắm được những cái thông số này nha các bạn. Rồi bạn nào mà chưa xem những cái video mình nói về Yahoo Finance cũng như là giải thích những cái thông số kỹ thuật của nó thì các bạn có thể là xem lại những cái video đó. Mình sẽ để đường link đâu đó trong cái video này cho các bạn tiện theo dõi nhé. Thì bây giờ mình sẽ lấy cái ví dụ của công ty là Google để cho các bạn cùng nhau tìm hiểu. Đầu tiên các bạn nào mà thấy là chưa có biết Yahoo Finance thì các bạn có thể vào Yahoo Finance, đúng không? Thì các bạn nhập cái mã của Google vào, thì ở đây mình có là GOOG, mã của công ty là Google, đúng không? Sau đó các bạn chọn vào cái tab là Financials. Sau đó các bạn chọn là ở đây là mình có ba cái tab nè các bạn chọn là Balance Sheet nhé. Rồi sau đó các bạn sẽ thấy ở dưới đây có một cái bảng nè, đúng không ạ? Thì cái bảng này là bảng cân đối tài chính kế toán của công ty đó. Các bạn đừng có quá lo lắng bởi vì ở đây có rất là nhiều thông số kỹ thuật, đúng không ạ? Nhưng mà mình sẽ cố gắng là làm mọi thứ cực kỳ đơn giản dễ hiểu cho các bạn luôn. Thì đầu tiên các bạn thấy là ở đây nè. Ở đây mình có là annual với lại quarterly, thì mình sẽ chọn là annual nha các bạn. Click vào đây là annual là xem mỗi năm. Thì các bạn thấy là ở đây là nó sẽ hiển thị là 4 năm gần nhất là năm 2020 nè, 2019, 2018, 2017, đúng không ạ? Thì những cái này, ba cái năm trước này nó giống nhau, do đó là mình sẽ bỏ ba cục này nha. Mình sẽ tập trung nhìn vào cái này là một cái ví dụ để mình hiểu được những cái thông số đây thôi ha. Rồi bên cạnh đó các bạn còn để ý thêm là tất cả những con số hiển thị ở đây nó đều là in thousands. Cái nghĩa là những con số ở đây thì các bạn nhân thêm 3 chữ số nữa. Ví dụ như là ở đây là 174 triệu, đúng không? Thì mình nhân thêm 3 con số 0 nữa, cái nghĩa là 174 tỷ, đúng không? Rồi đầu tiên các bạn thấy ở đây là mình thấy có rất là nhiều thứ nhùm nhằn, đúng không ạ? Và mình mục tiêu của mình là gì ạ? Là làm mọi thứ đơn giản cho các bạn. Thì ở đây các bạn chỉ cần để ý đến nè, các bạn thấy hai cái arrow, hai cái mũi tên, đúng không ạ? Các bạn bấm vào, thế đây chung quy lại là có hai thứ chính. Thứ nhất đó là assets là tài sản, thứ hai là liabilities and stockholders equity. Lát nữa mình sẽ nói đến cái này nha. Bây giờ mình sẽ nói đầu tiên đến đó là tài sản, assets. Thì mình sẽ click vào đây nè. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ có là rất là nhiều thứ về cái tài sản, đúng không ạ? Thì các bạn thấy là các bạn có thể là thu nhỏ hai cái này là nè, current assets với lại cái non current assets. Các bạn thấy là đó, nó chia làm hai mục, đúng không ạ? Thì tài sản thì cũng có là tài sản hiện tại và tài sản không hiện tại nha. Rồi vậy tài sản hiện tại và tài sản không hiện tại nghĩa là sao đây? Đơn giản thôi, tài sản hiện tại tức là những cái tài sản nào mà nó có hiện hữu ngay lập tức để mà các bạn có thể là bán nó đi và huy động vốn về trong năm nay, hay còn gọi là những cái tài sản mà ngắn hạn đó. Còn đối với cái tài sản mà không hiện tại, non current assets, nghĩa là tài sản nào đó mà nó lâu dài hơn. Ví dụ như các bạn có một cái nhà hàng, đúng không ạ? Các bạn mua luôn cái địa điểm đó và các bạn muốn bán nó đi thì các bạn không thể nào mà bán ngay lập tức, đúng không ạ? Các bạn có thể chờ hơn một năm thì cái tài sản đó được gọi là tài sản mà không hiện tại, tức là tài sản mà nó lâu dài hơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở xem cái current assets, những cái tài sản hiện tại nó có cái gì trong đây. Thì ok, rồi thứ nhất mình có là cash là tiền mặt, đúng không ạ? Thì tiền mặt thì là tiền mặt, đúng không? Tiền mặt thì lát nữa mình sẽ mở xem có gì trong đó. Rồi tiếp theo đó là cái net receivable, là những cái thứ, những cái tiền nợ mà người ta nợ mình mà mình có thể huy động ngay lập tức. Ví dụ như là anh là chủ nhà hàng, đúng không ạ? Thì có người muốn đầu tư cho anh nhưng mà hỏi là anh có cái net receivable gì không, thì mình nói là ok có, tôi có anh A, anh B, anh C gì đó, anh đó là anh nợ tôi một số tiền và tôi có thể gọi ảnh và kêu ảnh trả liền ngay lập tức, trong vòng mà vài tháng thôi là có liền ngay lập tức nha. Đó nó gọi là net receivables.
Và cái tiếp nữa đó là cái inventory, tức là cái hàng tồn kho, đúng không ạ? Inventory là hàng tồn kho, đây là cũng thuộc dạng là tài sản hiện tại. Hàng tồn kho ví dụ như là các bạn có gì ạ? Các bạn bán nhà hàng đúng không ạ? Các bạn bán phở, tiệm nhà hàng của bạn bán phở, thì hàng tồn kho của các bạn là bao gồm những cái thứ gì mà liên quan đến sản phẩm để mà sản xuất phở đó, thì các bạn phải xét vào đó là tài sản của các bạn. Và tiếp theo đó ở bên dưới nữa đó là cái những cái tài sản khác mà nó cũng là có thể là ngay lập tức các bạn có thể huy động được. Thì ở đây Yahoo Finance nó không có liệt kê ra những cái này, do đó là để mà các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn nữa về những cái current assets này á, thì các bạn phải vào cái trang web của Google để mà mình xem những cái này. Tại vì bắt buộc những cái công ty nào mà nó public, nó công khai trên sàn chứng khoán, nó đều phải có cung cấp cho các bạn những cái thông tin về tài chính như vậy, đúng không ạ? Rồi, bạn nào muốn tìm hiểu về cái cash nó có cái gì thì ở đây mình mở về cái này, đúng không ạ? Mình sẽ mở cho các bạn thấy ở đây. Ok, thì trong cái cash này nó có hai thứ. Thứ nhất đó là cash and cash equivalents, tức là cái số tiền mặt mà các bạn có sẵn ngay lập tức, đơn giản thôi, đó là số dư trong tài khoản ngân hàng của các bạn, đúng không, là trong tài khoản ngân hàng của công ty đó đó ha. Và cái thứ hai đó là cái other short term investments, tức là những cái khoản đầu tư ngắn hạn của công ty đó. Ví dụ như công ty Tesla đi ha, họ mua Bitcoin, họ mua đầu tư vào Bitcoin trong thời gian ngắn hạn rồi bán ra để mà lấy lời, thì đó là cái khoản mà tiền mặt mà nó có thể gọi là cái investment short term của công ty đó. Ok, vậy là mình đã biết được là gì ạ? Ở đây mình biết được là mình có là gì ạ? Mình có 3 thứ, 4 thứ đúng không ạ? Mình có là cash nè, rồi net receivables nè, rồi inventory và other current assets nè các bạn ha. Thì tổng những cái này lại thì các bạn có gì ạ? Các bạn có là total current assets, là tổng cái tài sản hiện tại. Ở đây mình có Google là 174,296 đúng không ạ? Tức là mình sẽ nhân lên 3 số 0 nữa, tức là 174,296 triệu đô la, đúng không ạ? Rồi, như vậy là xong cái phần là tài sản hiện tại, thì bây giờ mình sẽ xóa hết đi và mình sẽ đóng nó lại ha. Đóng cái phần tài sản hiện tại lại, nó đơn giản như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đến cái phần là tài sản không hiện tại, thì mình sẽ mở nó ra ở đây. Rồi, tài sản không hiện tại thì ở đây mình có một số thứ như sau. Không hiện tại đúng không ạ? Không hiện tại tức là không có thể ngay lập tức mà hoàn đổi thành tiền mặt cho các bạn được, mà các bạn phải chờ một thời gian dài, đúng không ạ? Thì ở đây mình có một cái mũi tên, thì mình đóng nó lại ha, mình gọn nhẹ thôi, đơn giản thôi. Thì ở đây mình có là gì ạ? Đầu tiên đó là cái property, plant and equipment, tức là những cái tài sản mà hiện hữu hiện hình, ví dụ như là bất động sản, đúng không ạ? Rồi plant and equipment, tức là máy móc và thiết bị, đúng không? Tại vì những cái thứ này là những cái thứ mà nó fix vào cố định luôn, do đó là nó bán đi không thể nào mà bán ngay lập tức một sớm một ngày mà bán được, đúng không? Các bạn phải chờ thời gian dài để mà bán, thì những cái này nó được gộp vào tài sản lâu dài, tài sản không hiện hữu, không hiện tại, đúng không? Cái tiếp theo nữa đó là cái equity and other investments, tức là những cái vốn chủ khác và những cái khoản đầu tư khác. Thì để mà rõ hơn về những cái khoản đầu tư này thì các bạn phải bắt buộc là phải vào công ty đó để mà xem ha. Thì ở đây Yahoo Finance nó không có nêu rõ cho các bạn biết đâu. Rồi, tiếp theo nữa đó là cái goodwill. Goodwill là cái gì? Goodwill là một cái thứ mà nó có thể được gọi là tài sản mềm đó, tài sản không có hiện hữu để cho các bạn thấy đâu. Ở đây mình sẽ giải thích cho các bạn tài sản goodwill là như thế nào. Rồi, tài sản goodwill là sao đây? Ví dụ như các bạn có cái nhà hàng, đúng không ạ? Nhà hàng của các bạn nè, đó, nhà hàng của các bạn bán đồ ăn thức uống, đúng không ạ? Ở đây có nhà hàng, đúng không ạ? Cửa sổ nè ha, nhân viên, đúng không ạ? Đó. Rồi, đây, những cửa sổ nhà hàng, đúng không ạ? Thì cái nhà hàng của các bạn sao ạ? Nhà hàng của các bạn trị giá là bao nhiêu ạ? Là giả sử là 5 tỷ đô la đi ha. Nhưng mà
có một nhà đầu tư vào và thấy cái nhà hàng của bạn có nhiều tiềm năng hơn là 5 tỷ đô la, tại vì nhà hàng của bạn nó khác biệt hơn hẳn những cái nhà hàng thị trường chung khác, do đó là sao ạ? Họ sẵn sàng là họ trả là 8 tỷ đô la cho nhà hàng của bạn ha. Ở đây họ sẽ trả là 8 tỷ đô cho cái nhà hàng này. Tức là cái sự chênh lệch của cái này so với giá thị trường là bao nhiêu ạ? Giá của các bạn là 5 tỷ đô là giá thị trường, nhưng mà công ty kia họ thấy tiềm năng đó, họ trả là 8 tỷ đô luôn. Tức là cái phần chênh lệch là bao nhiêu ạ? Là 3 tỷ đô đúng không ạ? Là 3 tỷ đô la. Vậy cái 3 tỷ đô la này chính là cái goodwill nè các bạn. Goodwill đó là công ty đã sẵn sàng là trả nhiều tiền hơn so với cái giá của thị trường. Rồi sau cái goodwill đó là cái intangible assets, tức là cái tài sản vô hình. Tài sản vô hình có nghĩa là tài sản mà không có hiện hữu cho các bạn thấy được. Ví dụ như là tài sản sở hữu trí tuệ, hoặc là những cái phát minh, hoặc là tài sản về thương hiệu. Ví dụ như các bạn muốn vào trang web và tìm kiếm một thông tin nào đó thì các bạn vào gì ạ? Các bạn vào Google đúng không ạ? Thì Google chính là cái thương hiệu đã ăn sâu vào trong tâm trí của người ta rồi, thì đó là cái thứ tài sản quý giá, nó gọi là tài sản vô hình, intangible assets. Thì những cái tài sản mà vô hình như vậy, tức là những cái tài sản mà được gọi là tài sản mềm đó, theo như là tỷ phú Warren Buffett hay gọi đó là tài sản mềm nha các bạn. Rồi tiếp theo đó nữa, đó là những cái tài sản mà long term, lâu dài khác nhau, other long term assets đúng không ạ? Thì ở đây một lần nữa Yahoo Finance nó không có thể nào mà nêu chi tiết rõ được những cái tài sản này. Các bạn muốn thì các bạn có thể vào chính cái trang web của công ty đó để các bạn xem. Thì ở đây đã quay lại một chút về cái property, plant and equipment này các bạn. Nãy mình thu nhỏ đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ mở ra xem trong đó có cái gì. Thì ở đây mình có nè. Rồi, đầu tiên đó là gross property, plant and equipment, tức là những cái sở hữu và tài sản về real estate, về bất động sản, về máy móc và thiết bị đúng không ạ? Và sau đó thì là gì ạ? Thêm cái đó nữa là thêm một thứ, đó là cái accumulative depreciation, tức là những cái hao mòn, cộng dồn hao mòn của những cái máy móc, của những cái nhà tài sản về cái bất động sản đúng không ạ? Và những cái đó thì nó sẽ bị về lâu về dài nó sẽ bị hao mòn, thì những cái này nó sẽ được trừ đi. Thì tức là ở đây các bạn thấy cái dấu âm nè các bạn ha. Các bạn thấy là đây là cái tài sản về máy móc, về nhà cửa đó. Thì mình trừ đi cái tài sản mà bị hao mòn nè, thì mình có là cái net, cái tài sản cuối cùng của trong cái khu vực là cái property, plant and equipment đúng không ạ? Về cái tài sản và thiết bị về máy móc đúng không? Thì đây là cái tài sản gộp nè. Đó, thì ở đây mình sẽ đóng lại cho các bạn thấy. Đó, thì đây là cái tài sản gộp sau khi mà mình có cái tài sản chính rồi mình trừ những cái hao mòn về tài sản đó thì mình có được cái con số này ha. Như vậy là tổng kết lại là mình có là gì ạ? Sau khi mình có được những cái thông số này thì sao ạ? Những cái thông số này nè, đó, những cái tài sản này nè, của cái phần là non-current asset, những cái tài sản không hiện tại, thì mình gộp lại những cái này thì mình sẽ có là tổng cái số tài sản mà không hiện tại ở đây. Thì ở đây Google nó có là bao nhiêu ạ? 145 tỷ 320 triệu đô ha. Và như vậy thì đến đây thì mình chỉ cần là cộng hai cái loại hình tài sản này lại để mà có được cái tổng cái tài sản mà công ty đó có. Thì ở đây mình có là gì ạ? Ở đây mình có, mình đóng này lại tí nha. Rồi, ở đây mình có hai thứ đúng không ạ? Thì tài sản hiện tại và tài sản không hiện tại, thì cộng gộp hai cái này lại thì mình sẽ có là tổng tài sản hiện có của công ty đó. Thì ở đây Google nó có là gì ạ? 319 tỷ 616 triệu đô. Rồi như vậy là xong cái phần tài sản đúng không? Bây giờ mình sẽ đến cái phần là không ai ưa cả, đó là nợ. Thì bây giờ mình sẽ đóng cái phần tài sản lại và bây giờ mình sẽ đến cái phần nợ. Và ở đây mình có luôn cái phần stockholders equity, thì lát nữa mình sẽ đi qua cái phần này. Nhưng mà trong cái này mình sẽ nói đến nợ trước nha. Ok, và nợ, liabilities, bây giờ mình sẽ mở cái này ra. Ok, thì một lần nữa thì nó chia làm nhiều mục đúng không? Thì mình sẽ đóng lại bớt. Ở đây là nợ và stockholders equity, thì lát nữa mình sẽ nói đến cái này. Bây giờ mình sẽ nói đến cái phần nợ trước, liabilities. Thì mình sẽ mở này ra cho các bạn xem. Thì cũng tương tự như là tài sản, thì mình có là
current liability nè các bạn, current liabilities và non-current liabilities, tức là nợ hiện tại và nợ trong tương lai, hiện tại và nợ không hiện tại, đúng không ạ? Thì bây giờ mình sẽ đóng lại bớt cho các bạn xem đỡ khỏi mà bị phức tạp, đúng không ạ? Thì nợ thì có nợ là hiện tại và nợ không hiện tại ha. Rồi đối với cái nợ hiện tại thì ở đây mình có một số thứ như sau. Đầu tiên đó là accounts payable, tức là những cái tiền nợ mà công ty đó phải trả cho những cái nhà cung ứng khác nhau. Ví dụ như bạn có cái nhà hàng, đúng không ạ? Bạn nợ tiền rau, tiền thịt này kia, những cái người mà cung cấp thức ăn cho những quốc nguyên liệu vật liệu để các bạn nấu ăn đó, thì đó là những cái thứ mà được gọi là accounts payable. Rồi tiếp theo đó là taxes payable, tức là cái số tiền nợ, tiền thuế mà các bạn phải đóng ngay lập tức ha, các bạn chưa đóng và các bạn bắt buộc phải đóng nó. Và tiếp theo đó nữa là accrued liabilities, tức là những cái tiền nợ để mà chi tiêu, trang trải cho cái business đó ha. Ở đây ví dụ như là tiền invoice này kia, tiền điện, tiền nước này kia đó ha. Và sau đó nữa là cái deferred revenues, là những cái doanh thu mà bị trì hoãn, tức là giả sử như là đây là những cái doanh thu mà người ta trả, khách hàng trả tiền cho các bạn rồi nhưng mà chưa có được sử dụng cái dịch vụ của các bạn, ví dụ như cái nhà hàng của bạn, đúng không ạ? Thì khách nó đã đặt trước rồi và đã trả tiền luôn rồi nhưng mà khách chưa có đến ăn tại nhà hàng của bạn, tức là đây là những cái nguồn doanh thu để mà bị trì hoãn. Và bên cạnh đó thì mình còn có thêm những cái liabilities, những cái khoản nợ mà hiện tại khác nữa và không có thể liệt kê ở đây được tại Yahoo Finance. Đó, các bạn muốn tìm hiểu thêm về cái này thì các bạn phải vào trang web của công ty đó mà mình xem ha. Thì tổng lại những cái tiền nợ này thì mình sẽ gộp lại là tổng số tiền nợ hiện tại của công ty đó, và hiện tại thì Google đang có là bao nhiêu ạ? 56 tỷ 834 triệu đô. Rồi bây giờ mình sẽ đến với tiếp theo, đó là cái non-current liabilities, tức là những cái khoản nợ không có hiện tại. Những khoản nợ không hiện tại tức là những khoản nợ mà trong tương lai đó không có phải trả liền ngay lập tức. Ở đây mình có là một số thứ như sau. Rồi cũng tương tự như những khoản nợ hiện tại thì ở đây mình có một số thứ mà nó không có phải bắt buộc trả hiện tại. Ví dụ như là long term debt, là cái khoản nợ lâu dài, thường thường là nợ ngân hàng, đúng không ạ? Thì phải trả lâu dài chứ không thể nào mà trả liền, trả hết cái số tiền nợ đó trong năm nay, đúng không ạ? Thì đây là số tiền nợ long term nè, lâu dài nè. Tiếp theo đó thì cũng là cái tiền nợ về thuế, tax, nhưng mà nó lâu dài hơn. Và tiếp theo đó nữa cũng sẽ là những cái gì ạ? Cái nguồn thu nhập mà defer, bị trì hoãn lại, nhưng mà ở đây trì hoãn không phải là trong năm nay mà nó lâu dài hơn. Ví dụ như khách hàng đã đến book nhà hàng của bạn ăn nhưng mà không phải book trong năm nay ăn mà book trong năm sau hoặc là năm sau nữa, đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì mình còn có là cái other long term liabilities, là những cái khoản nợ mà lâu dài khác nữa. Và cái này một lần nữa thì các bạn phải xem chính trên cái trang của công ty đó, chứ Yahoo Finance không có report lại cho các bạn ở đây. Thì tổng hết lại những cái này thì các bạn có là total non current liabilities, tức là những cái khoản nợ mà không hiện tại. Thì tổng ở đây ví dụ của Google đó là 40 tỷ 238 triệu đô tiền nợ của Google về long term nha. Như vậy là mình đã có cái số tiền nợ không hiện tại, và việc còn lại của mình là cộng hai cái số phần nợ này lại, đúng không ạ? Là số tiền nợ mà không hiện tại và số tiền nợ hiện tại. Thì đây mình lấy hai cái này mình cộng lại với nhau thì mình sẽ có là tổng số tiền nợ, thì ở đây mình có là bao nhiêu ạ? Là 97 tỷ 072 triệu đô là số tiền nợ, tổng tiền nợ của Google. Rồi bây giờ mình sẽ đến với cái tiếp theo, đó là cái stockholders equity. Mình không có biết dịch tiếng Việt như thế nào thì mình tạm gọi đó là cái vốn cổ đông đi ha. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về nó. Rồi ở đây mình có một số thứ như sau. Đầu tiên đó là cái common stock, mình dịch nôm na có nghĩa là cái cổ phiếu phổ thông. Thì theo định nghĩa cổ phiếu phổ thông tức là cái cổ phiếu mà nó có thể hiện cái sự sở hữu của cái tập đoàn đó. Những người mà nắm giữ những cổ phiếu phổ thông này là có quyền là gì ạ? Có quyền là bầu cái ban lãnh đạo cũng như là đưa ra những cái biểu quyết, những cái chính sách của cái tập đoàn công ty đó.
Thì cái này là mình nói để mình biết thôi. Thì tiếp theo đó nữa đó là cái retain earnings, là cái doanh thu của công ty đó. Còn lại cái phần còn lại sau khi mà chi trả cái cổ tức rồi đúng không ạ, dividends rồi, thì ở đây Google nó không có trả cổ tức, thì cái số tiền mà còn lại là tức là cái số tiền mà thu nhập được từ công ty đúng không ạ. Và cái tiếp theo đó là cái accumulated other comprehensive income, tức là những cái khoản thu lời lỗ mà chưa được tính vào trong cái sổ sách kế toán này ha. Thì ở đây là cái phần nhỏ thôi. Mình thấy những cái này nó hơi bị khó hiểu đúng không ạ. Thì tóm lại thì các bạn ở đây mình sẽ cho các bạn một cái phép tính đơn giản thôi. Cái phép tính đó là các bạn thấy là mình lấy cái assets, là mình lấy cái tổng cái tài sản đó. Nãy mình có tính đúng không ạ, tổng tài sản cái này đó là 319.616 đúng không ạ. Mình trừ cho tổng cái nợ, tổng cái nợ là bao nhiêu ạ, là tổng cái nợ này đó, là tổng cái nợ của Google là 97.072 đúng không ạ. Thì mình lấy cái này, mình trừ cho cái này là mình sẽ ra cái total stockholders equity ở đây. Bây giờ mình sẽ lấy cái máy tính mình tính nhanh cho các bạn để các bạn thấy ha. Ở đây mình có là gì ạ? 319.616.000 đúng không ạ? Là cái tổng tài sản ở đây đúng không ạ? Đó, tổng tài sản nè. Rồi mình trừ cho là 97.072.000, tức là tổng nợ đúng không ạ? Tổng nợ ở đây thì bằng với gì ạ? Bằng là 222.544.000, là total stockholders equity, ok. Và cái con số cuối cùng ở đây là các bạn, cái con số mà total liabilities and stockholder đó là nó tương ứng với tổng tài sản của công ty đó, thì hai cái số này nó sẽ thường nó sẽ là bằng nhau đúng không ạ. Thì các bạn thấy là 319.616 nè, ở đây cũng có là 319.616 đúng không ạ. Thì đây là cái số mà nó gọi là total liabilities and stockholders equity ha. Như vậy câu hỏi được đặt ra là làm sao để biết được là công ty nào nó mạnh về tài chính dựa trên cái bảng này. Thì ở đây thường những nhà đầu tư á, họ hay sử dụng phép tính như sau, rất là đơn giản. Đó là họ sẽ lấy cái tổng tài sản và chia cho cái tổng nợ. Ở đây mình có tổng tài sản là như đây đúng không ạ, và tổng nợ nè, đó tổng nợ nè, mình lấy hai số này chia cho nhau. Mình sẽ tính luôn cho các bạn thấy luôn. Ở đây mình có là 319.616.000 đúng không ạ, mình chia cho 97.072.000, tiền tài sản mà chia cho nợ ha, thì bằng với là 3.29. thì các bạn nên lưu ý, nên nhớ nè, số nào á mà cái này á kết quả nó là trên một á, trên một tức là công ty đó là an toàn, ok ha, mà trên hai có nghĩa là rất là tốt, là very good nè ha, very good đúng không ạ, very good đúng không ạ, rất là tốt ha. Thì ở đây ví dụ của Google là 3.29, tức là trên 2, tức là rất là tốt nha các bạn. Tài chính của công ty Google rất là tốt, nợ nhiều, tài sản nhiều hơn nợ gấp 3 lần, tức là sao ạ, tức là nghĩa là ví dụ như vì một bất kỳ lý do nào đó mà công ty này nó bắt buộc phải dừng lại và không có doanh thu vào, không có tiền thu vào, thì công ty này nó vẫn có thể là đủ gấp 3 lần cái số tiền để mà chi trả cái tiền nợ đó đó ha. Chứng tỏ là công ty này rất là tốt. Mà công ty nào á mà có cái tiền nợ nhiều hơn cái tiền tài sản của họ, tức là công ty đó rất là không tốt. Tại vì sao ạ? Tại vì khi có một cái biến cố gì đó xảy ra, ví dụ như là Covid đúng không ạ, thì công ty đó buộc phải là đóng cửa tạm thời, thì không có doanh thu vào, mà nợ thì vẫn là luôn ngập đầu, vẫn phải trả, do đó là nó không có tốt, nguy cơ phá sản rất là lớn nha các bạn. Rồi bên cạnh đó thì các bạn cũng có thể là lưu ý thêm một số thứ nữa ở đây. Ví dụ như là các bạn muốn xem là trong nhiều năm cái tiền nợ nó càng ngày càng giảm đi đúng không ạ, mình muốn cái tiền nợ càng ngày càng giảm đi, bên cạnh đó thì cái tài sản nó càng ngày nó cũng phải là tăng lên đúng không ạ, thì các bạn cũng phải xem so sánh nó trong nhiều năm. Thì các bạn thấy Google nè, Google đúng không ạ, thì cái tiền tài sản này nha, mình xem cái hàng này nè đó, thì năm 2017 nè, 2018, 2019, 2020 thì sao đây, thì tài sản của nó là tăng lên hay giảm xuống đây. Các bạn thấy là 197 tỷ nè, rồi 232 tỷ là tăng lên đúng không ạ, rồi 275 tỷ là tăng lên nữa,
rồi 319 tỷ là càng ngày càng tăng, là ok, quá tuyệt vời. À, trong khi đó cái nợ của nó thì sao đây các bạn, nhìn vào cái hàng nợ của nó nè. Đó, thì nợ của nó là sao ạ? Là 44 tỷ. Rồi sau đó tăng lên nữa, ok, tăng, ok, nợ tăng. Và tiếp theo đó là 74 tỷ và 97 tỷ ha. Nợ cũng tăng mà tài sản cũng tăng thì không có vẻ là cái nợ cũng không có tốt đẹp lắm, nhưng mà công ty nó phải nợ đúng không ạ? Công ty nó phải mượn cái tiền nợ để mà làm cái đòn bẩy để mà đẩy cái công ty làm phát triển mạnh lên đúng không ạ? Nhưng mà ở đây mình thấy cái tỷ lệ giữa cái nợ và cái tỷ lệ nợ và tỷ lệ tài sản nó vẫn là chênh lệch khá là lớn, số tài sản vẫn rất nhiều, lớn hơn gấp nhiều lần so với tiền nợ, do đó là không thành vấn đề gì cả, mặc dù là tiền nợ ở đây nó có tăng lên theo từng năm. Chừng nào mà cái này các bạn thấy là cái tiền nợ đó nó vẫn tăng lên mỗi năm như vậy nhưng mà cái tài sản nó lại giảm đi theo mỗi năm đó thì mới đáng lo. Tại vì nợ mà càng ngày càng tăng mà tài sản càng ngày càng giảm xuống, tức là công ty đó nó đang đi đến một cái xu hướng nào đó mà không tốt, có vẻ là đến cái bờ vực là phải phá sản đó. Thì ở đây mình thấy là Google nó tài sản nó tăng lên mỗi năm như vậy là cũng ok, tạm chấp nhận được ha, mặc dù là số nợ của nó cũng là tăng lên theo mỗi năm. Và một cái thước đo nữa các bạn cần lưu ý nữa đó là cái total stockholders equity này các bạn. Lúc nãy mình đã nói là sao ạ? Cái này nó sẽ bằng gì ạ? Cái số này nè nó sẽ bằng là gì ạ? Tiền tài sản, tài sản ở đây và trừ cho cái tổng nợ đúng không ạ? Tổng tài sản trừ cho tổng nợ thì ra cái số này đúng không ạ? Và mình muốn gì ạ? Và mình muốn cái số này nó càng ngày nó càng phải tăng lên, cái nghĩa là tài sản trừ cho nợ nó càng ngày nó phải tăng lên, cái số dư còn lại đó nó phải càng ngày càng tăng lên. Thì ở đây mình thấy là gì ạ? Mỗi năm thì sao ạ? Mỗi năm mình có là Google nè 152 tỷ, rồi 177 tỷ, 201 tỷ và 222 tỷ, tức là cái sự chênh lệch giữa tài sản và số nợ nó càng ngày nó càng tăng lên, cái số tiền dư còn lại đó, đó giữa nợ và tài sản nó càng ngày nó càng tăng lên, tức là đó là một cái tín hiệu rất là tốt đối với công ty này. Ok, như vậy là mình đã kết thúc xong cái phần trình bày và giải thích về cái Yahoo Finance, về cái financial, về cái balance sheet của một công ty nào đó, để mình biết rằng là công ty đó nó có rủi ro hay là nó an toàn về mặt tài chính hay không. Hy vọng là các bạn thấy video này hữu ích, và nếu các bạn thấy nó thực sự là hữu ích thì các bạn hãy cho Khoa một like ủng hộ nha, và đừng quên là đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người để biết nha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.